bị. Nó làm gì? Cắn chân. Ừ. Lấy cái cây gậy tích cồ ra chơi với nó. Lấy cái cây đước, lấy mầm đước chơi với nó. Phải cầm cái mầm đước rồi. Nó rồi. Nó nhanh lắm. Nó thoát ẩn thoát hiện. Đó. Đó, nó đang dí theo đó nha. Nước đang rút. Ra đây hả? Thích ra xa cũng được. Nước đang rút. Ba qua bên kia sông cũng được.